Em chào cả nhà nhé. Buổi chiều hôm nay thì em update tạm qua một số những cái mã năm cánh trắng họng hồng giá rẻ các bác nhé. Hôm nay thì giá của những cái lô hàng chậu cực kỳ là rẻ, chậu từ 2 đến 3 thân chỉ dao động từ hơn 200 nghìn đến hơn 300 nghìn là có một chậu năm cánh trắng họng hồng hàng ươm ki rồi. Và một số mã hàng thanh lý. Lô đợt này thì họng hồng hàng ươm ki. Và em đọc số điện thoại để các bác có thể tiện liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Và em xin đi luôn vào những cái mã hàng ngày hôm nay luôn nhé, để các bác đặt hàng em gửi kịp trong ngày ạ. Đầu tiên thì em có một cái cặp đôi, đó chính là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Cái cặp đôi này là bình thường em bán là 150.000 một chậu, chậu to này. Nhưng hôm nay thì hai cái chậu này còn hai cái chậu cuối thì em sẽ thanh lý các bác là 250.000 được một cặp nhé. Đấy, hai cái này về các bác ghép được một chậu to luôn. Cái chậu hoàng hậu hoa xanh này nó nhiều giả hành này. Đấy, cái này nó chỉ hơi bị hư một tí lá ở đây thôi, còn đâu là cây của nó rất là khỏe, đang lên mầm, đầu ngọn đẹp này. Còn cây bên đây thì nhà em bị một con chuột nó ăn ngất cái củ giả hành bên đây, nghĩa là cái mầm tơ bên đây nó đang mọc lên, còn đây cái giả hành nó vẫn to này. Chậu này là 250.000 được một cặp nhất. Đây là hoàng hậu hoa xanh. Tiếp theo em có một chậu bà liễu xưa hoa thơm. Chậu bà liễu xưa này nó phải cao tầm 50 cm. Chậu này giá cũ em vẫn bán 270.000. Hiện tại thì đang có ba cái ngồng hoa rất là dài như này. Cái lá của nó thì vẫn do là nó cháy nắng nên nó bị xước xát một tí, nhưng mà không ảnh hưởng gì. Đấy, chậu này thì nó đang có một mầm, nhưng mà mầm này như là cũng bị sên ấy cái đầu ngọn rồi ấy. Nhưng mà đây, chậu này thì bán giảm giá thanh lý các bác. Giò này đang hoa, về chơi hoa đến 2-3 tháng. Giò này bán 200.000 nhá. Cái chậu này to, cái chậu to này là 200.000, đang có 3 vòi hoa. Hoa này các bác về chơi phải đến chơi được hơn 2 tháng là một. Và thứ hai, dòng này là hoa rất là thơm nhá. Đây là bà liễu xưa hoa thơm, chậu cao 50 cm. Và em có một cái chậu bà liễu xưa này là cái chậu bà liễu xưa loại chậu ngắn hơn. Chậu này 3 thân cơ. Chậu này cây rất là đẹp, 3 thân dài. Đấy, chậu này thì em bán là 160.000. Đây, chiều dài gần 2 găng tay. 3 giả hành đẹp này. Đấy, và có một giả hành nhỏ này. 160.000 chậu này nhá, đang đứng ngọn rồi. Đấy, có chậu bà liễu xưa là 160 này. Tiếp theo đi qua một số những cái mã dendro thanh lý nhé. Dendro này thì dendro lỗi của nhà em thanh lý theo lô. Em gọi đây là mã D1 này. Mã D1 gồm 4 chậu. Bình thường những cái chậu dendro này thì em bán là 80 hoặc là 100.000 một chậu. Tuy nhiên thì đây một số cây nó gọi là còn cây cuối thì em bán thanh lý cho bác. Thứ nhất là có một cây tre xanh hoa thơm này. Cây này thì nó không ảnh hưởng gì, nó vẫn đẹp. 84 bình thường là 320 nhé. Lô này em bán 200.000 này. Có một cây pensoda cam. Cây này bình thường là 100.000 một cây đấy ạ. Cây này thì không sao, vẫn ngon này, cành đào. Tiếp theo có một cây hoa hồng đỏ này. Hoa hồng đỏ này nó bị rụng một số lá. Đấy. Và đây là cây bà liễu xưa. Cây này bị hư với mầm gốc. Để có một thân. 4 chậu này em bán với giá là 200.000 nhá. Bình thường cái lô này phải là 340. Tại vì cây này đã là 100.000, ba cây này là 80. Thanh lý combo D1 này là 200.000 từ 4 cây. Thì ra 50.000 một cây. Mã D2 có một chậu, đây là chậu pensoda xưa hoa thơm. Giò này giá cũ là 250, nhưng mà bây giờ cây này của nó thật nó là có hơi tiểu tụy một tí bởi vì nó bị cắn lá này. 100.000 cái giò này nhá, pensoda xưa, hoa màu vàng rất là thơm. Cái này trồng để lấy giống và lấy mầm gốc thôi nhá. Mã D3. Mã D3 em có một cái lô dendro nắng này. Dendro nắng này thì nó bị lỗi, 130.000 được 4 chậu. Thứ nhất là có một cây Cisaret. Giò này bị thối một cái đầu ngọn này, nhưng mà cũng đang lên mầm. Cái này đợi bật mầm nhá. Một chậu này. Chậu thứ hai là chậu đồng tiền này. Chậu số 3 là cây rồng xanh này. Đợi nó nhú những cái mầm gốc ở phía dưới này các bác này. Đấy, đợi nó nhú lên nhá. Chậu rồng xanh này cũng xuống lá gốc. Và đây ạ, đây là chậu này là chậu số 4, bà liễu xưa. Chậu này đang lên mầm gốc này. Chậu này 134 cây. Đây là mã D3. Mã D4 ạ. 180.000. Mã này gồm có một cây ba lưỡi hồng. Cây này to nhưng mà nó bị gãy một cái đầu ngọn, thân to nhất này, nhiều mầm. Tiếp theo là cây hoa hồng đỏ này. Ba cây này đều là hoa hồng đỏ nhưng cây lỗi lá nhá. Tình trạng lỗi lá thì em thanh lý lô này 184 cây. Đây cây hoa hồng đỏ này cũng nhiều thân nhưng lá của nó hơi bị hư. Và cây này thì đang bị hư đầu ngọn này. Tiếp theo là hoa hồng đỏ chậu số 2. Đây là chậu số 3. Nhiều thân nhưng mà lá nó hơi bị vàng lá đấy. Cái này là 184 chậu. Đấy, bình thường là 320, giảm giá là còn 180. Đây là mã D4. Lô D5 nhá. Lô D5 gồm 3 cây bà liễu xưa hoa thơm này.
ba cây bà liễu xưa thì có, thứ nhất là cây này cũng có một thân thôi, cái thân này bị hư thì tí em sẽ cắt đi để nuôi mầm nhá. Cái này một cây này, đây là cây số 2 này, cây này thì vẫn còn ok, không ảnh hưởng gì nhá. Cái này bị sâu lá tí thôi. Còn đây là cây số 3 này, cây này cũng sâu lá tí. Ba cây này là 8324 thì em sẽ thanh lý cho mọi người ba cây này với giá là 150.000 đi, 150.000. Tính ra 50.000 một cây bà liễu. Thực ra nó không phải là bị hư hại quá, có mỗi cây này bị hư một thân thì cắt đi rồi. 150.000, lô này là lô bà liễu nhá. Và tiếp theo sẽ đến với các bác những cái lô năm cành trắng họng hồng giá rẻ. Lô này 100% là hàng ươm ki hết và một chậu nó cũng nhiều thân. Và bán như mọi người là cái bán ở giá sưu tầm. Các bác mua một cái ki giống ấy, bây giờ thì giá ki giống thị trường đang bán ra thấp nhất, thấp nhất từ 120 đến 130 một thân. Đấy, thì một chậu này của nhà em nhiều thân, từ 3 thân, 2 thân, 3 thân. Giá nó rất là mềm, rất là rẻ các bác nhá. Cái lô này thì chuẩn hàng cho các bác. Một số chậu mà lá nó xấu thì em cũng thanh lý giá từng lô, từng chậu riêng. Và em ký hiệu là mã chữ A nhá. Đây là em ký hiệu là A số 1 này, gồm 3 thân. Đó, 3 thân. Chiều dài thân thấp nhất rơi tầm 1 gang tay. Thì các bác tính là nếu mà thấp nhất, gọi là bét nhất là 100.000 thân, thì 3 thân đã rơi tầm khoảng là 300.000 rồi. Nhưng chậu này nhà em bán có 260 thôi, chuẩn giống luôn. A2 nhá, cũng 2 thân. Nhưng 2 thân này 2 thân cao dài, đang đi ngọn đẹp, 260.000. Đấy, tính ra 130 một thân. Tết một thân này phải là 250 một thân nhá. Và thân này dài còn hơn 2 gang tay cơ. Đó. Tiếp theo A3, 260.000. Chậu này 3 thân 260 rất là rẻ. Đấy, chậu này thực ra thì nó có một cái lỗi, đó chính là cái cây mẹ này của nó này. Cái cao nhất của nó là nó bị sứt một tí lá ở đầu ngọn. Còn ngọn vẫn đang phát triển bình thường, nên là chậu này thanh lý 260, chậu này siêu rẻ luôn các bác nhé. Rất là rẻ, thân cao. Rất là cao này. Tiếp theo là A4 á. 260, 3 thân. Rất là dài và đẹp. Có một cái thân này nó bị hư đầu ngọn. Đó. Thân dài 260.000. Tiếp theo là A5 250. Giò này gồm một thân này. 4 thân nhá. Giò này 4 thân nhưng cái lá bên đây nó một cây lá của cái này là xấu này. Đấy, 4 thân này em bán là 250.000. Đấy, đây là giò A5. Mã A6 260.000, 4 thân cơ. 4 thân, thấp nhất là từ 1 gang tay trở lên nhá. 4 thân này. Lá này sứt một tí. Cái này là 250. Mã A6 260. Mã A7 ạ, cũng 260.000, có 3 thân thôi. Tính ra chưa đến 100.000 một thân. Nó rẻ lắm ạ. Nếu mà so với giá thị trường thì các bác không thể mua ở đâu cái chậu mà giá nó như thế này, hàng chuẩn giống. 260 ạ, A7. Mã A8 230.000, 2 thân. 2 thân này cũng dài. Tuy nhiên thì cái thân này, thì cái lá này nó chạm vào cái chậu thành chậu này. Hai cái lá này nó hơi xấu một tí nhưng mà ngọn không ảnh hưởng gì nhá. Hai thân này phải dài từ gang rưỡi trở lên. Đấy, một gang này. Gần 2 gang. 230.000 A8 nhá. Đó. Mã A9 này 220.000. Chậu này thanh lý, lá nó hơi bị sứt sát tí nhưng ngọn của nó không ảnh hưởng gì. 220, 3 thân. Đó, 3 thân với giá 220.000 thôi. Lấy giống cũng rẻ rồi. Mã A10 270.000. 4 thân, tầm 1 gang tay trở lên. 4 thân 270. Siêu rẻ đẹp nhá. Mã tiếp theo A11 250.000, 2 thân. Khá là dài, 250. 125.000 một thân mà thân rất là lực khỏe luôn. A12 cũng 250, 2 thân. Đây ạ. Đẹp chưa? Thấy dài chưa? 250. A12. A13, giò này 4 thân liền cơ. Chiều dài thân toàn từ 1 gang tay trở lên nhá. Đáng nhẽ là 100.000 một thân thì là 400, nhưng giò này em bán có 320 này. A13 có 320.000 thôi. Đó. A14 260.000. Giò này 2 thân phải nói rất là dài, nó phải từ 40cm trở lên. Tuy nhiên thì do cái chậu này nó vừa rồi nó bị giá thể nó bị bớt đi ấy. Nhưng mà mầm gốc của cái chậu này nó cực kỳ là nhiều. 1 2 3 phải 4 cái mầm gốc đang lên. 2 thân dài này em bán có 260, tính ra có 130 một thân. Đấy. Cái này thì về các bác vẫn phải sang chậu mới mà, không ảnh hưởng gì nhá. Tiếp theo là A15. 330.000, 3 thân dài. 3 thân dài, 330, tính ra 101 một thân.
dài miên man nhá. A16 250.000. Cái này 4 thân. Nó hơi ngắn một tí. Và có một cái thân này đầu ngọn nó hơi xấu này. Đấy, nó bị gập lá trong quá trình vận chuyển nhưng mà ngọn vẫn đang đi ngọn này. 4 thân này em bán 250. A16. A17 260.000. 3 thân. 260.000. 3 thân này. Cái này chạm vào đây nó cũng bị sứt một tí lá thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì ngọn nhá. A18 330.000. Chỗ này tận 1 2 3 4 5 thân cơ. 5 thân. 5 thân giỏ này 330. Đấy. Vẫn đang đi ngọn khỏe này. 5 thân. Quá rẻ. A19 260.000. Đây là hai thân dài đẹp này. 260 A19. A20 240 3 thân. Chỗ này 240 3 thân. Lá xuất xoát một tí. Hai ngọn này ok, 240 thôi. A21 350. Giò này tận 4 thân cơ. Thực tế giò này phải đến hơn 400. Nhưng mà có một điều lưu ý là cái thân ngọn cao nhất này nó bị hư đầu ngọn, nên là 3 thân sau này. Và cái này các bác về cắt đi vào bôi keo liền sẹo, tính ra 4 thân này 350 nhé. Chưa đến 100.000 một thân. Mà cái thân này nó phải dài đến thân gần 3 găng tay rồi. Đấy, 350 cái giò này. A21. A22 280.000. 3 thân. Khá là đẹp. Không lỗi nước gì. 280. A22. A23 230.000. 4 thân. 4 thân mà 230. Bởi vì có một số lá nó bị xấu này. Đấy, nên là em bán 230 giò này nhé. 4 thân. Thực ra về làm giống các bác ạ. Mua 100.000 một ki thì các bác tính chậu này cũng phải 400.000. Bây giờ bán thanh lý 230. Tức là vận chuyển thì cũng không tránh được. Đấy, cái này là em lấy từ vườn người ta vận chuyển về em, nó bị như thế thì em cũng phải thanh lý thôi, chứ em cũng không thể bắt đền người ta được. A24 230.000. Đây, chậu này hai thân dài miên man. Mỗi tội là cái thân này nó bị nóng, nó bị hư đầu ngọn, còn thân bên đây thì vẫn đang đi ngọn rất là đẹp này. Đấy, 230.000 thôi. Bây giờ cái thân dài đấy Tết bán cũng phải 250 đến 300 rồi, mà các bác tự dư ra một cái thân này. Có thể cắt đi. Cắt đầu ngọn đi là bắt đầu là cây của nó sẽ dồn chất để nuôi mầm gốc. Còn nếu mà cây đang đi ngọn thì nó vẫn phát triển ngọn nhá. Đấy, nó không ảnh hưởng gì đến cái việc phát triển của cây cả. Mã A26 260.000. Đây, dài. Một thân dài và một thân ngắn hơn. 260, tính ra có 130 một thân thôi. Và cuối cùng A25 cũng 260. Hai thân này thì dài đều nhau. Đó. Và em có hai cái chậu, cái bốn cái chậu rồng đỏ nhé. Đây em cứ bán theo cặp. 190.000 một cặp. Giá cũ là 220 một chậu lúc mà nở hoa. Bây giờ nó tàn hoa mất rồi, em bán 190.000 được một cặp này. Đây là cặp đôi số 1 này. Còn đây là cặp đôi số 2 này. Nói chung là nó cũng lỗi một số nên lại đang lên mầm này. 190.000 thôi. Rẻ. Đó. Cái này thì bị hư đầu ngọn. Đây. Hôm nay thì em lên nhanh một số cái mã hàng giảm giá buổi ngày hôm nay nhé. Họng hồng này các bác mua ở đâu mà được cái mức giá mà rẻ đẹp như thế này thì chỉ có giá bên Lan Rừng Hoàng Nhung thôi ạ. Và sau đây thì em xin kết thúc clip và nhận đơn hàng các bác ạ.